trong bản tin ngày 9 tháng 6 hôm nay. Người Canada thường trú nhận được tiêm phòng đầy đủ có thể sớm hơn không cần cách ly tại khách sạn. Thêm 7 triệu liều vaccine Moderna sẽ đến trong tháng này. Manitoba tung ra sổ số gần 2 triệu đô la để khuyến khích tiêm chủng COVID-19. Ngân hàng Canada giữ lãi suất chuẩn ở mức thấp kỷ lục. Dự án Keystone XL chính thức bị hủy bỏ khiến Alberta mất 1,3 tỷ đô la. Tòa án BC chứng nhận vụ kiện tập thể chống lại các nhà sản xuất thuốc tránh thai Olex. Mối đe dọa về hỏa hoạn đang gia tăng ở miền nam của BC do thời tiết khô ráo. Khi nào, ở đâu và làm thế nào để xem nhật thực hình khuyên ngày 10 tháng 6? Hoa Kỳ tặng cho thế giới 500 triệu liều vaccine Pfizer, có hy vọng cho Việt Nam không? El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm tiền hợp pháp. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị siết chặt, chi phí tăng cao đe dọa việc phát triển năng lượng mặt trời. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến công du châu Âu 8 ngày. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật mới chống lại sự đối đầu với Trung Quốc về mặt công nghệ. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của Culture Channel và một số tin thế giới đáng chú ý khác. Chương trình này được thực hiện bởi Culture Magazine, là tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture để xem thêm các bản tin và các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Nếu quý vị chưa đăng ký, chưa subscribe, chúng tôi mời quý vị đăng ký subscribe và nhớ bấm ngay nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Và chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách giúp chia sẻ, share video và nhớ bấm like nếu quý vị thấy thông tin hữu ích. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Người dân Canada và thường trú nhân được tiêm phòng đầy đủ có thể sớm không cần cách ly tại khách sạn. Chính phủ liên bang cho biết những người Canada và thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ vào biên giới Canada sẽ sớm không còn phải ở khách sạn trong thời gian cách ly. Bộ trưởng Y tế Paddy Hajdu cho biết chính phủ hy vọng sẽ giảm bớt một số hạn chế theo từng giai đoạn bắt đầu từ đầu tháng 7. Những người Canada và thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ vẫn phải làm xét nghiệm COVID-19 khi đến và có kế hoạch cách ly cho đến khi xét nghiệm của họ có kết quả âm tính. Việc nới lỏng các quy tắc này chỉ áp dụng cho những công dân Canada đã tiêm cả hai liều vaccine mà đã được Bộ Y tế Canada phê duyệt và không áp dụng cho khách du lịch. Kế hoạch đó phụ thuộc vào số lượng ca bệnh. Các nguồn tin cho biết chi tiết về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dân số rộng vẫn đang được cân nhắc. Sau nhiều tuần không chắc chắn, 7 triệu liều vaccine Moderna sẽ đến trong tháng này. Bộ trưởng Dịch vụ Công và Thu mua Anita Anand cho biết Moderna sẽ gửi thêm 7 triệu liều vaccine tới Canada trong tháng này, chấm dứt nhiều tuần không chắc chắn trong lịch giao hàng. Không giống như vaccine Pfizer, việc giao hàng của Moderna thất thường hơn do công ty đang phải vật lộn với các vấn đề về sản xuất tại các nhà máy ở châu Âu. Moderna đã thường xuyên cắt giảm việc giao hàng hoặc dời lại, gây khó khăn cho kế hoạch thành lập các phòng khám vaccine và làm chậm chiến dịch tiêm chủng. Bắt đầu từ tuần tới thì việc giao hàng sẽ bắt đầu ổn định. Bộ trưởng Anand cho biết lô đầu tiên trong số 7 triệu liều đã được xác nhận sẽ bắt đầu đến Canada vào tuần của ngày 14 tháng 6. Moderna đã cung cấp 6,1 triệu liều vaccine cho Canada. Với con số 7 triệu liều hứa vào ngày hôm nay, công ty dự kiến sẽ chuyển khoảng 13,1 triệu liều đến Canada vào cuối tháng. Con số này thấp hơn con số 14,3 triệu liều mà công ty đã hứa sẽ đến trong 6 tháng đầu năm 2021. Nhưng những lời hứa trước đó của Moderna chỉ là mục tiêu, vì vậy công ty không vi phạm hợp đồng. Như vậy, tổng cộng sẽ có 55,8 triệu liều vaccine dự kiến sẽ được chuyển đến Canada vào cuối tháng 7 từ Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Và con số đó có thể sẽ còn cao hơn do Moderna vẫn chưa xác nhận các lô hàng trong tháng 7. Số lượng đó đủ để tiêm chủng đầy đủ cho 27,9 triệu người với cả hai liều.
tức là khoảng 84% trong số 31,9 triệu người Canada trên 12 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine. Với 72% tổng số người Canada trên 12 tuổi được tiêm chủng một phần, số ca mắc COVID-19 ở Canada đã giảm đáng kể. Tiến sĩ Theresa Tam là Giám đốc Y tế Công cộng của Canada cho biết, số ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày trên toàn quốc đã giảm xuống dưới mức 1.800 ca lần đầu tiên kể từ mùa thu năm 2020. Số người nhập viện trung bình vì COVID-19 cũng giảm 55% kể từ đỉnh điểm giữa tháng 4, xuống còn 2.000 người. Ít hơn 850 người đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, giảm 40% so với mức cao của làn sóng thứ 3. Số người tử vong cũng giảm 40% với 32 ca tử vong được báo cáo hàng ngày. Tuy nhiên, tiến sĩ Tam khuyến cáo hãy thận trọng, cảnh báo rằng một liều vaccine là không đủ. Bà cho biết người Canada phải tiêm mũi tăng cường thứ hai để tự bảo vệ mình, đặc biệt là với biến thể Delta, tức là biến thể B1617 được xác định từ Ấn Độ, có khả năng lây nhiễm cao đang lưu hành ở một số khu vực. Chỉ ra một số nghiên cứu ban đầu, tiến sĩ Tam cho biết 1/3 số người chỉ tiêm một liều vaccine COVID-19 vẫn có thể nhiễm virus và 20% trong số đó có thể phát triển thành bệnh nghiêm trọng. COVID-19 vẫn đang lưu hành rộng rãi và mọi người cần thận trọng về hoạt động của họ cho đến khi nhận được mũi tiêm thứ hai. Các tỉnh và vùng lãnh thổ nên bắt đầu nới lỏng các biện pháp y tế công cộng hạn chế nhất của mình chỉ khi 75% dân số được tiêm chủng một phần và 20% đã tiêm mũi thứ hai. Tỉnh Manitoba tung ra sổ số gần 2 triệu đô la để khuyến khích tiêm chủng COVID-19. Tỉnh Manitoba đang hy vọng sẽ thúc đẩy việc tiêm chủng COVID-19 thông qua một cuộc sổ số có tiền thưởng gần 2 triệu đô la tiền mặt và học bổng cho những ai tiêm phòng. Thủ hiến Manitoba là ông Brian Pollister và giám đốc điều hành Manny Atwar của công ty Manitoba Liquor and Lotteries đã công bố buổi sổ số vào sáng thứ Tư. Tỉnh có kế hoạch tổ chức hai đợt rút thăm trong mùa hè và tất cả người dân Manitoba từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vaccine trước ngày 2 tháng 8 sẽ đủ điều kiện tham gia đợt rút thăm đầu tiên. Lần rút thăm thứ hai sẽ dành cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, những người đã nhận được hai liều trước ngày 6 tháng 9. Tỉnh cho biết mỗi lần rút thăm sẽ trao giải 3 giải thưởng trị giá 100.000 đô la của cơ quan y tế khu vực Winnipeg, không bao gồm khu Churchill. Giải thưởng 100.000 đô la cho mỗi cơ quan y tế của các khu vực còn lại là Prairie Mountain Health, Southern Health, Santé Sud, Intellect Eastern Regional Health Authority và Northern Regional Health Authority, bao gồm cả Churchill. Và 10 đợt rút thăm trao học bổng 25.000 đô la cho các người trẻ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trên toàn tỉnh, với tổng số tiền là 250.000 đô la. Một trang web của tỉnh với thông tin chi tiết về cuộc sổ số cho biết những người Manitoba sống bên ngoài tỉnh sẽ vẫn có thể tham gia sổ số miễn là họ báo cáo về chủng ngừa của mình cho Manitoba Health thông qua email hoặc văn phòng y tế địa phương của họ. Các thành viên của Hội đồng Lập pháp tỉnh Manitoba và bất kỳ ai tham gia điều hành các cuộc tranh cử và các thành viên gia đình của họ không được tham gia sổ số. Tính đến tối thứ Tư, ngày 9 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 1.388 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.396.798 ca. Với 20.399 ca còn bệnh, đã có 1.350.579 ca phục hồi và số người tử vong là 25.843. Tới hôm nay có hơn 27,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có trên 23,8 triệu người hay là 63% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều và gần 8,8% dân số được tiêm chủng đầy đủ hai liều. Ontario báo cáo có 33 ca tử vong và 411 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca nhập viện là 571 với 466 người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tại Toronto có 117 ca được báo cáo vào ngày thứ Tư, con số hàng ngày thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Quebec báo cáo có thêm 8 ca tử vong và 178 ca nhiễm COVID-19 mới. Tại British Columbia, các quan chức y tế báo cáo có 148 ca nhiễm COVID-19 mới và 3 ca tử vong.
Tổng cộng có 195 người đang ở bệnh viện, trong đó có 47 người đang được chăm sóc đặc biệt. Cả hai con số này đều là thấp nhất kể từ giữa tháng 11. Alberta báo cáo có 313 ca nhiễm bệnh mới và 5 ca tử vong. Manitoba báo cáo có 250 ca mới và 2 ca tử vong. Một trong hai người chết là một thanh niên. 136 ca mới hôm nay là từ khu vực Winnipeg. Tỉnh này thông báo rằng 70% dân số trưởng thành đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19. Nhưng có một số điểm mà tỷ lệ thấp hơn nhiều, bao gồm cả khu vực trung tâm Winnipeg và một số vùng nông thôn phía nam của thủ đô. Tại Saskatchewan, các quan chức y tế báo cáo 57 ca COVID-19 mới và thêm một ca tử vong. Nova Scotia báo cáo 13 ca COVID-19 mới vào ngày thứ Tư. Trong khi ở Newfoundland và Labrador thì báo cáo 3 ca mới. New Brunswick có 13 ca và không có ca nào được báo cáo ở Prince Edward Island. Trên khắp miền Bắc thì không có ca mới nào được báo cáo ở Nunavut và NWT. Chỉ riêng Yukon có 2 ca mới. Ngân hàng Canada giữ lãi suất chuẩn ở mức kỷ lục. Ngân hàng Trung ương Canada đã quyết định giữ ổn định lãi suất chuẩn của mình ở mức thấp kỷ lục 0,25% vào ngày thứ Tư. Ngân hàng sẽ duy trì việc mua trái phiếu với tốc độ mục tiêu là 3 tỷ mỗi tuần, một dấu hiệu của việc tiếp tục hỗ trợ tiền tệ trong khi hoạt động kinh tế tăng lên. Bất chấp một làn sóng COVID-19, tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên vẫn ở mức mạnh mẽ 5,6%. Tuy nhiên, các đợt đóng cửa và các hạn chế do làn sóng đại dịch thứ ba đã làm suy giảm hoạt động kinh tế trong quý 2, khá giống với dự đoán. Ngân hàng cho biết tỷ lệ việc làm vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch, với những người lao động lương thấp, thanh niên và phụ nữ tiếp tục phải chịu gánh nặng của việc mất việc làm. Lãi suất cho vay chủ chốt đã được giữ ở mức đáy kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, và ngân hàng trung ương cho biết họ sẽ không tăng lãi suất cho đến khi nền kinh tế phục hồi. Thông báo hôm thứ Tư dự đoán sự phục hồi sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2022. Dự án Keystone XL chính thức hủy bỏ, khiến cho Alberta mất 1,3 tỷ. Chi phí cuối cùng cho người dân Alberta cho đường ống Keystone XL sẽ ở khoảng 1,3 tỷ đô la khi chính quyền tỉnh và TC Energy báo cáo chính thức chấm dứt dự án hôm thứ Tư. Bộ trưởng Năng lượng Sonia Savage cho biết trong một báo cáo với báo chí rằng: "Chúng tôi đầu tư vào Keystone XL vì những lợi ích kinh tế lâu dài mà nó mang lại cho người dân Alberta và Canada." Năm ngoái, chính phủ Alberta đã đồng ý đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la làm vốn chủ sở hữu dự án, cộng với hàng tỷ đô la nữa vào bảo lãnh khoản vay để đưa đường ống đi vào hoạt động. Do đó mà dự án ở Canada đã được xây dựng trong vài tháng với khoảng 1.000 công nhân ở đông nam Alberta. Nếu hoàn thành, đường ống dài 1.897 km sẽ vận chuyển 830.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ các mỏ dầu ở Hardisty, Atlanta đến Nebraska. Sau đó sẽ kết nối với đường ống Keystone ban đầu đến các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ trên bờ vịnh. Khoản đầu tư đó đã tan thành mây khói khi Tổng thống Joe Biden ở Hoa Kỳ hủy bỏ giấy phép cho dự án vào ngày đầu tiên nhậm chức. Do đó, TC Energy và tỉnh cho biết họ sẽ xem xét các lựa chọn của mình sau khi hủy bỏ. Nhưng việc mở rộng đường ống đã chính thức kết thúc vào hôm thứ Tư. Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, các bên liên quan và các nhóm người bản địa để đáp ứng các cam kết về môi trường và quy định cũng như bảo đảm việc chấm dứt dự án một cách an toàn. Trước đó, Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết chính phủ sẽ làm việc với TC Energy để sử dụng tất cả các con đường hợp pháp để bảo vệ lợi ích của mình trong dự án. Tòa án tỉnh BC chứng nhận vụ kiện tập thể chống lại các nhà sản xuất thuốc tránh thai Alex. Thẩm phán Tòa án tối cao tỉnh BC đã bật đèn xanh cho một vụ kiện tập thể tiến hành chống lại các nhà sản xuất thuốc tránh thai Alex. Trong một quyết định được công bố hôm thứ Ba, thẩm phán Karen Horstman phán rằng hai phụ nữ tuyên bố họ đã mang thai vào năm 2017 khi dùng thuốc tránh thai Alex đã đáp ứng được yêu cầu cần thiết để theo đuổi một vụ kiện chống lại các công ty dược phẩm Pfizer Canada và Wyeth Canada. Vụ kiện tập thể áp dụng cho những người Canada đã uống thuốc này từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019. Các vấn đề với Alex được đưa ra ánh sáng vào tháng 12 năm 2017 khi Bộ Y tế Canada đưa ra lời khuyên về các báo cáo rằng hai lô hàng thuốc Alex chứa những viên thuốc có kích thước gần bằng một nửa.
các cảnh báo liên quan đến ALAS21 chứa 21 viên hoạt chất màu hồng, được uống trước khi nghỉ 7 ngày, và ALAS28 chứa 7 viên thuốc nhắc nhở màu trắng, được uống sau 21 viên thuốc có hoạt tính. Khách hàng được khuyến cáo kiểm tra gói hàng của họ và trả lại cho hiệu thuốc nếu chúng chứa những viên thuốc bất thường. Cơ quan y tế đã đưa ra các lời khuyên chung nhắc nhở phụ nữ kiểm tra các viên thuốc của mình xem có sự mâu thuẫn nào không trước khi dùng. Cô Taylor McKinnon đã dùng thuốc ALAS từ năm 2014. Cô nhận được kết quả thử thai dương tính vào ngày 16 tháng 12 năm 2017, 10 ngày sau khi dược sĩ của cô nói về cảnh báo của Bộ Y tế Canada. Theo phán quyết của Justice Horseman, cô McKinnon đã để lại tên và số điện thoại của mình cho Health Canada và Pfizer, nhưng không nhận được phản hồi từ bên nào. Cô đã sinh con gái vào tháng 8 năm 2018 khi mới 24 tuổi. Ít nhất 138 người đã liên hệ với công ty luật xử lý đơn kiện, cho biết kinh nghiệm của họ khi uống thuốc ALAS. Cũng tại tỉnh BC, mối đe dọa về hỏa hoạn đang gia tăng ở miền nam tỉnh BC do điều kiện thời tiết khô ráo. Lượng mưa là rất quan trọng trong 3 tuần tới ở tỉnh BC, nếu không, tỉnh có thể phải trải qua một mùa cháy rừng tàn khốc khác. Theo cập nhật triển vọng mới nhất từ BC Wildfire Service, cơ quan này cho biết lượng mưa và nhiệt độ gần như bình thường trên khắp nửa phía bắc của tỉnh vào tháng 5, nhưng khô hơn đáng kể so với mức trung bình ở khắp miền nam tỉnh BC. Tình trạng ấm hơn và khô hơn dự kiến sẽ tiếp diễn vào tháng 6 trên hầu hết miền Nam, mặc dù cơ quan cho biết không có xu hướng rõ ràng cho phần còn lại của tỉnh. Nếu xu hướng thời tiết hiện tại tiếp tục, chúng ta có thể thấy cả tần suất và quy mô các đám cháy tăng lên khi cỏ và các loại nhiên liệu khác bắt đầu khô đi. Xếp hạng mức độ nguy hiểm cháy rừng hiện tại cho thấy hầu hết tỉnh có nguy cơ rất thấp hoặc thấp, có nghĩa là cháy rừng có thể bắt đầu nhưng không có khả năng phát triển. Nhưng tại Okanagan, một số khu vực được xếp hạng nguy hiểm hỏa hoạn từ cao đến rất cao. Kelowna và Vernon vừa lập kỷ lục về lượng mưa mùa xuân ít nhất, trong khi Kamloops thì chứng kiến mùa xuân khô hạn thứ hai trong hơn một thế kỷ và nhiều cộng đồng miền Nam nhận được ít hơn 40% lượng mưa dự kiến. Gần 300 vụ cháy rừng đã bắt đầu ở tỉnh BC kể từ ngày 1 tháng 4, cao hơn bình thường, đốt cháy 2.198 hecta đất. Khi nào, ở đâu và làm thế nào để xem nhật thực hình khuyên vào ngày 10 tháng 6? Vào thứ Năm, các khu vực của Bắc Bán Cầu, bao gồm cả Canada, sẽ trải qua hiện tượng nhật thực hình khuyên, một sự kiện cho thấy hầu hết mặt trời bị mặt trăng chặn lại. Có 3 loại nhật thực chính, toàn phần, một phần và hình khuyên. Trong thời gian nhật thực toàn phần, toàn bộ đĩa mặt trời bị mặt trăng che phủ. Nhật thực một phần là khi mặt trăng dường như xoay qua một phần mặt trời. Tuy nhiên, nhật thực hình khuyên là khi mặt trăng ở xa chúng ta hơn một chút trong quỹ đạo của nó và bao phủ tất cả ngoại trừ rìa ngoài của mặt trời, tạo ra vòng lửa. Mặc dù nhật thực rất đẹp, nhưng điều quan trọng là không bao giờ nhìn thẳng vào mặt trời trong sự kiện này, ngay cả khi chỉ một phần của nó bị che, vì nó có thể gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Thay vào đó, hãy bảo đảm bạn được bảo vệ mắt đầy đủ, chẳng hạn như qua kính nhật thực, kính mà bạn có thể đã mua trong hiện tượng nhật thực năm 2017. Kiểm tra chúng xem có vết xước hoặc lỗ nào không, và nếu bạn tìm thấy, hãy vứt đi. Bạn có nguy cơ làm hỏng đôi mắt của mình dù chỉ là những sai sót nhỏ nhất. Nếu bạn không có kính nhật thực, bạn có thể làm một dụng cụ tương tự. Chọc một lỗ trên giấy hoặc một tấm thẻ và giữ nó trong vòng tay của bạn và quay lưng về phía mặt trời. Chiếu nó xuống đất hoặc về phía một tấm thẻ khác được đặt cách đó khoảng 1 mét. Nếu muốn xem hiện tượng nhật thực này, bạn sẽ phải thức dậy khá sớm. Phần hình khuyên của nhật thực sẽ có thể nhìn thấy ở phía bắc tỉnh Ontario lúc mặt trời mọc, đi lên qua vịnh Hudson và đến phía bắc tỉnh Quebec và Bắc Cực. Tuy nhiên, nếu bạn không ở những vùng đó, bạn vẫn có thể xem nhật thực một phần lúc mặt trời mọc. Nơi tốt nhất để trải nghiệm sự kiện sẽ là nơi có tầm nhìn rõ ràng ra đường chân trời khi mặt trời mọc. Thời gian xảy ra nhật thực ở một số thành phố lớn của Canada như sau. Ở Regina, Saskatoon là 4 giờ 47 sáng, ở Winnipeg là 5 giờ 20 sáng, Toronto là 5 giờ 35 sáng, Ottawa là 5 giờ 15 sáng, và Montreal là 5 giờ 05 sáng.
El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin làm tiền hợp pháp. Quốc hội của El Salvador hôm thứ Tư đã thông qua luật cho phép Bitcoin được sử dụng làm tiền hợp pháp, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện việc này. Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Lập pháp đã đáp ứng lời hứa của Tổng thống Nayib Bukele đưa ra vào cuối tuần là giới thiệu dự luật cho phép tiền điện tử được sử dụng cho tất cả các hình thức thanh toán ở quốc gia Trung Mỹ này, bao gồm cả thuế. Đô la Mỹ là tiền tệ chính thức của El Salvador. Khoảng 1/4 công dân El Salvador sống ở Hoa Kỳ. Vào năm ngoái thì bất chấp đại dịch COVID-19, người dân El Salvador đã gửi về cho đất nước khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Bukele trong các báo cáo tiếp theo trên Twitter lưu ý rằng Bitcoin có thể là cách phát triển nhanh nhất để chuyển những khoản kiều hối đó. Ông nói rằng một phần lớn trong những lần chuyển tiền đó hiện đã bị mất vào tay của người trung gian, và với Bitcoin, hơn 1 triệu gia đình có thu nhập thấp có thể được hưởng lợi. Theo luật thì giá cả có thể được hiển thị bằng cả đô la Mỹ và Bitcoin trên toàn quốc. Đồng đô la Mỹ vẫn sẽ đóng vai trò là đơn vị tiền tệ mặc định để tham khảo, và tỷ giá hối đoái cho Bitcoin sẽ được xác định bởi thị trường tự do. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị siết chặt, chi phí tăng cao đe dọa việc phát triển năng lượng mặt trời. Các nhà phát triển năng lượng mặt trời toàn cầu đang giảm tốc độ lắp đặt các dự án do chi phí linh kiện, công nhân và vận chuyển hàng hóa tăng cao khi nền kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch coronavirus. Tình hình này cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn của ngành năng lượng sạch từ mặt trời vào thời điểm các chính phủ trên thế giới đang cố gắng tăng cường nỗ lực chống biến đổi khí hậu và đánh dấu sự đảo ngược của ngành sau một thập kỷ giảm chi phí. Nó cũng phản ánh một ngành công nghiệp khác đang bị lung lay bởi sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng đã phát triển trong quá trình phục hồi sau cuộc khủng hoảng coronavirus, khiến cho các doanh nghiệp từ nhà sản xuất điện tử đến nhà bán lẻ gặp phải sự chậm trễ lớn trong vận chuyển cùng với chi phí tăng cao. Trong số những khó khăn lớn nhất đối với năng lượng mặt trời là giá thép tăng gấp 3 lần, một thành phần quan trọng trong giá đỡ chứa các tấm pin mặt trời và polysilicon, nguyên liệu thô được sử dụng trong các tấm pin. Các giám đốc điều hành công ty cho biết giá cước vận chuyển tăng vọt cùng với chi phí nhiên liệu, đồng và nhân công cao hơn cũng đang chèn ép chi phí dự án. Một công ty nghiên cứu có tên là IHS Market tuần trước đã cảnh báo rằng dự báo lắp ráp năng lượng mặt trời toàn cầu trong năm có thể giảm xuống 156 GW từ mức dự báo hiện tại là 181 GW nếu áp lực giá không giảm bớt. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden bắt đầu chuyến công du châu Âu 8 ngày. Vào ngày thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bắt đầu khởi hành đến Anh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Sứ mệnh này sẽ kéo dài 8 ngày nhằm mục đích xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã trở nên căng thẳng trong thời kỳ Donald Trump và để điều chỉnh quan hệ với Nga. Chuyến đi được đánh giá là bài kiểm tra khả năng của Tổng thống Dân Chủ trong việc quản lý và nối lại các mối quan hệ với các đồng minh lớn, những người đã trở nên kém nhiệt tình vì thế quan trong thương mại và việc rút lui ra khỏi các hiệp ước quốc tế của cựu Tổng thống. Liệu các liên minh và thể chế dân chủ đã định hình rất nhiều từ thế kỷ trước có chứng minh được năng lực của họ trước các mối đe dọa và kẻ thù thời đại hay không? Tôi tin rằng câu trả lời là có. Và tuần này tại châu Âu, chúng tôi có cơ hội chứng minh điều đó, Tổng thống Biden nói trong một bài báo đăng trên Washington Post. Phát biểu với các phóng viên trên đường băng khi rời đi châu Âu, Biden cho biết mục tiêu của ông là củng cố liên minh, nói rõ với Putin và Trung Quốc rằng châu Âu và Hoa Kỳ rất thân mật. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật mới chống lại sự đối đầu với Trung Quốc về mặt công nghệ. Các nhà lập pháp Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một kế hoạch chi tiêu lớn để thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất công nghệ. Các biện pháp đề xuất được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng, đặc biệt là từ Trung Quốc. Vào ngày thứ Tư, một quan chức Bắc Kinh đã phản ứng lại dự luật, nói rằng nó phóng đại mối đe dọa Trung Quốc. Được biết, dự luật trên cần thông qua Hạ viện trước khi được đưa vào thực hiện, đánh dấu một sự thống nhất hiếm hoi giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Thượng viện được phân chia đồng đều giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, và các chuyên gia cho rằng cuộc bỏ phiếu cho thấy hai đảng chính trị đoàn kết như thế nào về nhu cầu chống lại tham vọng kinh tế và quân sự của Bắc Kinh. Những người ủng hộ thì nói rằng gói đầu tư này là một trong những dự luật công nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ và là khoản đầu tư lớn nhất vào nghiên cứu khoa học mà nước này đã từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ.
tôi tin rằng đạo luật này sẽ cho phép Hoa Kỳ tăng cường đổi mới, sản xuất và cạnh tranh trên toàn cầu một cách vượt trội trong các ngành công nghiệp của tương lai. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện và là người đồng tài trợ cho dự luật Chuck Schumer nói tại Thượng viện. Dự luật sẽ thông qua khoảng 250 tỷ đô la để tài trợ cho nghiên cứu công nghệ, phát triển và sản xuất chất bán dẫn, cũng như trợ cấp cho các nhà sản xuất robot và sản xuất chip trong bối cảnh thiếu hụt chip máy tính trên toàn thế giới. Hoa Kỳ tặng thế giới 500 triệu liều vaccine Pfizer có hy vọng cho Việt Nam. Tờ Washington Post và cơ quan Reuters ngày 9 tháng 6 đưa tin, Hoa Kỳ sẽ mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để tặng cho các nước trong bối cảnh thế giới đang cần vaccine chống lại COVID-19. Tổng thống Joe Biden chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng ba nguồn tin giấu tên nói với tờ Washington Post và Reuters ngày 9 tháng 6. Cựu Ngoại trưởng Mỹ là bà Hillary Clinton dẫn lại tin của Washington Post trên trang Facebook cá nhân của mình với bình phẩm: "Đây là một khởi đầu tuyệt vời khi nước Mỹ chứng tỏ sự tử tế nhất, họ là động lực giúp ích cho thế giới." Tờ báo Mỹ khẳng định 200 triệu liều đầu tiên sẽ được phân phối trong năm nay, còn 300 triệu liều tiếp theo sẽ được chia sẻ trong nửa đầu năm 2022. Các liều này sẽ chuyển cho sáng kiến COVAX được Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ để phân phối cho các nước. Số liều thuốc này sẽ được đến các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tờ Washington Post nói Pfizer sẽ bán số vaccine này cho Nhà Trắng với giá phi lợi nhuận. Theo Reuters, ông Biden sẽ công bố tin này tại cuộc họp G7 ở Vương quốc Anh vào thứ Năm. Gần đây, thì Tổng thống Biden đã nói rằng Mỹ sẽ tặng ít nhất 80 triệu liều vaccine cho thế giới vào cuối tháng 6. Hôm 3 tháng 6, thì Nhà Trắng loan báo kế hoạch chia sẻ nguồn vaccine dư của Mỹ cho thế giới. Hoa Kỳ công bố kế hoạch chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine của Hoa Kỳ trên toàn cầu ngay cuối tháng 6 và có kế hoạch phân bổ 25 triệu liều đầu tiên. Cụ thể thì Nhà Trắng nói Mỹ sẽ chia sẻ 75% số vaccine này thông qua sáng kiến COVAX. Đối với các liều được chia sẻ thông qua COVAX, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên châu Mỹ Latin và Caribbean, Nam và Đông Nam Á và châu Phi. 25% còn lại sẽ dành cho nhu cầu tức thời và giúp các đợt dịch đang tăng trên thế giới. Cụ thể, Nhà Trắng nói sẽ chia sẻ với các quốc gia có nhu cầu khẩn cấp, trong đó ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên tuyến đầu. Với 25 triệu liều cho trong đợt đầu, Mỹ nói 19 triệu liều sẽ được chia sẻ thông qua COVAX với sự phân bổ như sau. Khoảng 7 triệu liều cho châu Á gồm Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan và các đảo Thái Bình Dương. Nếu tin về 500 triệu liều vaccine Pfizer được sớm xác nhận, nó sẽ mang lại hy vọng cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đến nay, thì chương trình COVAX đã cung cấp 81 triệu liều vaccine cho 129 quốc gia. Các tiểu bang của Hoa Kỳ kêu gọi gia tăng thời hạn sử dụng cho vaccine Johnson & Johnson khi hàng triệu liều sắp hết hạn. Vào thứ Ba, một quan chức hàng đầu của Nhà Trắng đã kêu gọi các thống đốc tiểu bang làm việc với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine COVID-19 Johnson & Johnson khi hàng triệu liều chưa sử dụng trên toàn quốc sắp hết hạn. Tôi sẽ khuyến khích mọi thống đốc đang có vaccine sắp hết hạn làm việc trực tiếp với cơ quan FDA về các quy trình bảo quản thích hợp khi họ tiếp tục kiểm tra khả năng gia tăng hạn sử dụng. Cố vấn COVID-19 của Nhà Trắng là Andy Slavitt cho biết. Ông nói thêm, FDA đang thực hiện các kế hoạch để lưu trữ những vaccine Johnson & Johnson chưa sử dụng một cách an toàn. Johnson & Johnson cũng cho biết thêm rằng, họ đang tiến hành các nghiên cứu đánh giá độ ổn định để có thể kéo dài ngày hết hạn cho vaccine của mình. Theo đó, thì Hoa Kỳ đang tiến triển nhanh chóng trong chiến dịch tiêm chủng trong nước, ngay cả khi đa số các quốc gia khác trên thế giới đang phải vật lộn để có thể đưa được vaccine COVID-19 đến tay người dân của mình. Một số cập nhật khác về tình hình COVID trên thế giới. Tính đến thứ Tư, đã có hơn 174 triệu ca COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người chết là hơn 3,7 triệu người. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang đặt mục tiêu là đưa tất cả mọi người trong nước tiêm chủng vào tháng 11.
Thủ tướng Nhật đang xúc tiến đẩy nhanh chương trình vaccine COVID-19 của Nhật trước Thế vận hội mùa hè sắp tới, mà ngày càng không được người trong nước ưa chuộng. Thủ tướng Suga đang tìm cách tiêm 1 triệu mũi mỗi ngày để tất cả 36 triệu người lớn của đất nước sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 7. Tại châu Âu, số liệu của chính phủ Anh hôm thứ Tư cho thấy Anh đã ghi nhận 7.540 ca nhiễm mới. Các ca bệnh gia tăng trong vài tuần qua là do biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ. Việc này đã dấy lên sự lo ngại về áp lực trên hệ thống chăm sóc sức khỏe của Anh. Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã thông qua một giấy chứng nhận du lịch mới cho phép những người đã được tiêm vaccine di chuyển giữa các quốc gia châu Âu mà không cần phải cách ly hoặc trải qua các xét nghiệm coronavirus, mở đường cho giấy thông hành bắt đầu kịp sử dụng vào mùa hè. Giấy chứng nhận này là nhằm mục đích cứu vãn ngành du lịch của châu Âu và các địa điểm du lịch chính khỏi một mùa nghỉ mát thảm khốc khác. Đã có nhiều điểm du lịch quan trọng như là Hy Lạp đã dẫn đầu trong kêu gọi việc có chứng chỉ ở cả dạng giấy và dạng kỹ thuật số. Một số quốc gia EU đã bắt đầu sử dụng hệ thống này, bao gồm Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp và Ba Lan. Châu Phi đang tụt hậu nghiêm trọng trong cuộc chạy đua toàn cầu để tiêm chủng ngừa COVID-19. Ở Nam Phi, nơi có nền kinh tế phát triển mạnh nhất của châu lục, chỉ có 0,8% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Ở Nigeria, con số này là 0,1%. Kenya thậm chí còn thấp hơn. Tại Uganda, người ta đã thu hồi vaccine từ các vùng nông thôn vì số lượng vaccine gần như không đủ để ngăn ngừa sự bùng phát của nạn dịch ở các thành phố lớn. Và sau cùng trong bản tin hôm nay là một số tin tài chính. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì một đồng Canada bằng 0,8268 Mỹ Kim và bằng 0,6784 euro. Một đồng Canada bằng 18.897 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 69.75 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent tiếp tục tăng là 72.01 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng hôm nay là 1.888.15 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada ngày 9 tháng 6 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi kênh Culture phát hành video mới. Culture Channel có video tin tức được cập nhật hàng ngày và cũng có các video văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Và hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để có thêm nhiều bạn biết đến kênh YouTube này. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị và các bạn. Culture xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chào tạm biệt. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.